Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người sử dụng máy cắt vải đầu bàn MTD của hãng MTD nha. Đây là hàng nhập đa lông để cắt. Gồm có máy, một thanh ray 2m8. Nhưng ở đây mình sẽ phân lòng thanh ray, tí nữa mình sẽ nói về thanh ray sau. Thanh trượt ở đây tất cả gồm có đầu cắt và các phụ tùng đi kèm. Giờ mình sẽ lấy ra. Đây là thanh để cây vải. Đầu cắt. Dây. Đây là cây nối định cố định ray thanh trượt. Đây là phụ kiện để lắp ráp. Ở đây nó có hai đầu, một đầu nối với lò xo. Đầu này là đầu nó dùng lắp nối với lò xo. Mình sẽ tư vấn sơ về cái thanh ray, thanh có nghĩa là thanh trượt của máy. Vì đối với một số nếu bạn cắt vải của mình tầm 2m thanh trượt của máy đó, thì thanh trượt của máy mình cắt khoảng 2m4 hoặc 2m4 tùy không gian sử dụng. Còn đối với bạn 2m6 thì mình sẽ để thanh ray 2m8, có nghĩa là thanh ray trượt đó, là của quy định chuẩn của máy là 2m8. Còn nếu mà cái bàn cắt của mình nó tầm 2m2 thì mình sẽ cắt ra. Nói chung mình trừ theo khoảng 30 đến 40 cm tùy không gian sử dụng. Thì không gian chật hay hẹp mình có thể cắt trừ theo ra. Ở đây đều đủ tất cả phụ kiện của máy. Đây là thanh nối cố định dây điện. Tôi sẽ gắn nó vào bàn. Mình sẽ gắn cái này lắp vào để gắn dây điện. Cảm ơn mọi người xem video của mình.